Nhá, tôi xin chào tất cả các em. Các em ơi, đây là các thành viên trong gia đình bạn Gosi. Đây là bạn Gosi. Chào các bạn đi. Đây là bạn Tuấn Si. Đây là bạn Sa là Si. Sa là Si. Rồi, các bạn ơi, dạo này thì anh không có đưa video các bạn nhỏ lên trên kênh Gosi. Do vậy có rất là nhiều ý kiến của các bạn nhỏ là muốn anh đưa video lên trên kênh Gosi và đưa các bạn nhỏ. Tuy nhiên thì dạo này anh toàn quay anh và bạn Gosi là chính thôi. Đấy, hiện tại bây giờ thì anh đang có 3 kênh. Đó là kênh Gosi, kênh thứ 2 là kênh Gosi và kênh thứ 3 là kênh Gato TV các bạn ạ. Bây giờ thì anh sẽ phân đập như thế này. Kênh Gosi thì anh sẽ đưa tất cả các video của các bạn nhỏ, đồng thời có cả anh nữa. Còn kênh Gosi và kênh Gato TV thì anh sẽ chỉ đưa video của bạn Gosi và anh thế thôi. Do vậy là các bạn hãy nhớ là sang ủng hộ hai kênh của anh, đó là kênh Gosi và kênh Gato TV các bạn nhé. Thì anh sẽ đưa video đều lên kênh Gosi để cho các bạn cùng xem. Rồi, vậy không chần chừ gì nữa, hôm nay anh lại tiếp tục quay video các bạn nhỏ. Và hôm nay chúng ta cùng xem là anh sẽ quay video gì cho các bạn nhỏ nhé. Trong cái lúc mà đang nghỉ ngơi thảnh thơi ở cái dịch Covid tại nhà thế này thì chỉ quay được trong nhà thôi. Và các bạn nhỏ rất là buồn vì hôm nào anh cũng quay video một mình, trong đó các bạn nhỏ thì không được quay video. Hôm nay anh quyết định sẽ quay video các bạn nhỏ luôn. Đấy, video hôm nay sẽ như sau. Đó là thử thách ăn đồ. Tuy nhiên thì trong cái thử thách này thì rất là có nhiều cái đồ rất là lạ luôn. Và không phải là ăn cái gì cũng thích đâu nhá. Bây giờ chúng ta cùng xem đồ nhá. Đây, đây, các bạn cùng xem. Đây này, trong đồ này gồm có bánh đẻ này, bánh cho này. Và đây là bánh khoai này, khoai rán này. Còn đây là trứng rán này. Đấy, đấy, còn đây các bạn nhìn này, đây là bánh này, đấy, bánh Oreo này, đấy. Ngoài ra các bạn ơi, đĩa này rất là đặc biệt luôn. Xoài này, chanh này, quả quất này, các bạn như này, quả cà chua này. Ngoài ra còn rau bí sống luôn này. Các bạn ơi, đặc biệt là quả củ hành, củ tỏi đồ chơi luôn. Đấy. Còn đây nữa này, đây là nước uống này, đây là sữa này, đấy. Còn nữa, ngoài ra còn đây là nước lọc này các bạn này. Ở đây thì có một cái đĩa này nữa. Đây là đĩa này là menu các bạn ạ. Đây là tên của các cái loại đồ vật đã có ở trên đây. Hôm nay trò chơi sẽ như sau. Cái thứ nhất là sẽ có một trò chơi, đó là nhảy to for girl. Đó là trò chơi nhảy các bạn. Bây giờ anh sẽ mở lên cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, đây là trò chơi này các bạn này. Đấy, ở trò chơi này thì sẽ có một cô bé mặc váy màu hồng. Ở đây là trò chơi là to for girl. Đấy, cái trò chơi này như sau nhé. Nếu như mà mỗi một bạn sẽ nhảy, nếu như mà nhảy được lên đến bậc 40 mà lấy được phần quà thì sẽ không phải bốc thăm và ăn đồ này nữa. Nếu như mà ai mà đang chơi giữa chừng chưa bốc được phần quà và chết thì sẽ phải bốc thăm và ăn cái đồ này, bốc phải đồ gì ăn đồ đấy. Các bạn đồng ý chơi không? Dám chơi không? Đúng. Ok, rồi bây giờ thì sẽ theo thứ tự là từ bạn Sanchi. Rồi, bạn Gosi sẽ trước xong đến anh Kato, xong đến Bersi đến nhau. Thôi từ nhỏ nhất đến lớn nhất, được chưa? Rồi, bạn Gosi, các bạn chơi trước nha. Bắt đầu, nếu như bạn Gosi mà chết là bạn Gosi sẽ phải ấy nha. Bắt đầu. Đó, một. Rồi rồi, cho bạn ơi xin chơi lại nhá. Chỉ chơi với gọi là ván thì gọi là ván demo nhá. Bây giờ bắt đầu nhá. Bây giờ là bạn Gosi sẵn sàng chưa? Bây giờ ai chơi trước? Con. Rồi bạn Gosi chơi xong đến anh xong đến bạn Sanchi. Thế cho bạn Sanchi chơi trước nhá. Không. Con chơi trước nhá. Con. Thôi bây giờ quản thì ai biết bét để phải chơi trước. Nào. Qua dù xì. Ai biết? Ai biết? Thái An thắng không? Hán biết. Ơ Hoàng à, bạn tôi xin. À, hai người đều ảnh đi. Bạn tôi xin. À, hãy đi phải chơi trước. Nếu như không lấy phần quà thì sẽ bị ăn đồ nha, bốc đồ ăn nha. Rồi. Tránh ra. Nào bắt đầu. Bắt đầu. Chưa để sắp cá từ đã. Rồi, từ. Lấy đi. Ôi, nhắm mắt nào, Không con quần nó mắt không, nào. Bạn nào đi phải nhắm mắt nào. Rồi, nhắm mắt bốc đi. Nhắm mắt bốc mở. Không phải nhắm mắt bốc, không thường cho nhìn vẫn nhìn thấy số nào, nhắm mắt nào. Rồi. Đâu rồi. Ô, cái gì đây? Ăn một miếng. Ôi ơi, ăn một miếng trứng các bạn ơi. Từ chưa, để cho các bạn xem nào. Nào ăn đi. Ôi giời ơi, sướng thế.
còn một trường hợp nữa các bạn nhé, trong trường hợp mà bớt phải cái đồ mà ăn nó khắc nghiệt quá đấy mà không thể ăn được đấy thì phải uống một cốc nước thật đầy để thay thế. Đây các bạn nhìn cốc này đấy, các bạn thấy chưa? Rồi con uống một cốc nước thật đầy. Rồi bây giờ đến ai đây? Anh con. Sẵn sàng chưa? Nào bắt đầu. Bắt đầu. Rút rồi. Một. Ơi cố lên. Cố lên. Ơi. 15 rồi. Không, được qua cơ, phải được qua cơ. Bao giờ được qua cơ. Đấy, mới được qua rồi, nhưng gần ngã. Hai. Ok, bây giờ thì nhắc bắt đầu. Con để con. Con đi, cho đây mà. Cho con đi. Từ. Cho con. Khuấy đây lên, khuấy đều lên. Quấy đi, nhắc bắt đầu. Rồi, bóp đi. Gì đây? Xem. Gì đây? Ăn bánh tẻ. Ôi, ăn bánh tẻ. Các bạn ơi, không phải bánh tẻ cái đấy. Bánh tẻ là cái này. Đây, rất là to. Ôi. Gì như bánh tẻ? Rồi. Ăn đi. Một đầu uống cốc nước, hai là ăn nhé. Uống cốc nước. Cốc nước đầy lắm đấy, uống một cuốn đấy. Không, uống. Rồi, đây là bánh tẻ. Được, wow, các bạn nhìn này. Đây, nhiệm vụ của bạn Sang Xin sẽ phải ăn bánh tẻ. Một miếng. Xin mời. Ăn đi. Thôi được rồi các bạn ơi, bạn Sang Xin không ăn được cái này. Bây giờ bạn Sang Xin phải uống một cốc nước đầy ăn luôn. Bây giờ sẽ phải cho bạn một cốc nước. Ok, ra đây, cốc nước đây. Đây là cốc của em hay chưa? Các bạn ơi, nhìn này, đây là cốc nước này. Ôi, uống nước. Đầy luôn các bạn nhìn chưa? Ngon nhỉ. Này, nước, uống hết cốc nước đầy. Cố lên. Nặng đấy. Ôi, đổ cho ra các bạn. Yeah. Cô ăn ra rồi. Trường hãy ăn vẫn uống hết cốc nước này như mình rồi. Cố uống đi. Hết cao buồn. Dạ nữa là tối nay đừng có đánh dầm nha. Hết chưa? Ok, hết rồi. Không chưa hết. Không, uống đi, tiếp tục. Không, con không nói dầm. Thì uống đi. Không, con không nói dầm. Ừ, thì uống đi. Con đứng. Ồ. Con bạn đang tắt ra. Không mở. Cố lên. Ui, các bạn nhìn này. Nếu mà uống thêm một cốc nước nữa thì tôi vỡ bụng mất. Ơ nào? Hết rồi. Có đi vệ sinh luôn không? Hết rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo bây giờ đến ai nhỉ? Em cố lên để mới được này. Rồi. Cố lên. Uống hết luôn đi. Để con xem. Ôi, các bạn đến nguy hiểm. Tránh ra, con tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Một, hai, ba, let's go. Khỏe ăn thì chơi nha, bình thường. Bố chân này siêu lắm. Rồi bây giờ đến bạn con gì đi. Uống rồi bác ăn còn. Ăn rồi xuống. Rồi bây giờ các bạn ơi, sẽ đến lên bạn con si. Bạn con si mà không vượt qua mà lấy vượt qua, bạn con si sẽ là người bị thua cuộc và sẽ bị bốc nhá. Ok. Rồi rơi nhá. Rồi. Cố lên. Đánh chắc. Cố lên. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Nào. Bốc đi. Bốc bốc nhắm mắt nhắc ngồi đây. Vậy thì con cũng đã biết nữa mà. Bố đọc cho. Nắc đều đi. Nắc đều đi. Không. Ờ bà con gì không biết chữ. Ghẹ. Bà con gì biết chữ đâu. Không biết. Nhưng mà vẫn nhắm mắt. Không biết được. Thôi được rồi. Đều chưa? Bốc đi. Bốc cái nào. Rồi Hải Ninh. Để chị đọc. Rồi, mở đi. Mở đi, bác con xin mở đi. Chứ gì đây? Củ tỏi đồ chơi. Ăn đi. Ăn là sao được hết đấy. Ố, ăn nhưng mà. Ok. Ăn củ tỏi đồ chơi mà. Sao? Nào bây giờ bạn con xin phải ăn củ tỏi đồ chơi. Bây giờ không ăn thì làm thế nào các bạn xử lý nhá. Rồi, bạn con xin đâu rót cho bạn con xin một cốc nước đầy. Đây, có này. Đưa con xin đánh. Rồi đi đi. Đấy bạn. Thôi, đủ rồi. Bà con xin đâu rồi. Thôi thẻ em thử lấy. Ok. Xong chưa? Ôi xong rồi. Vào nhanh. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Gonzi của chúng ta đã không ăn được củ tỏi đồ chơi sống. Do vậy là bây giờ phải uống một cốc nước, các bạn nhìn cốc nước đầy chưa? Uống đi. Ăn củ tỏi hay là uống cốc nước đây? Các bạn trước khi bạn đi bạn đã phải đi vệ sinh rồi. Cố lên. Hết chưa? Ui vỡ bụng thì sao? Ui thở bị bỏ. Hết chưa? Ui chưa. Trận nó mà chơi vòng nữa thì làm sao mà thắng nổi. Ui các bạn thấy chưa? Nào có đi vệ sinh không? Hồi hết rồi, ok. Vậy là đã xong. Hết chưa? Rồi vậy là đã hết. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ tiếp theo đến vòng thứ hai. Vòng thứ hai sẽ quay lại từ bạn bờ xin. Ok, từ từ. Gonzi.